Một con trăn bị mắc kẹt trên phi cơ của hãng hàng không Qantas, tin từ Mohasby. Sự việc xảy ra trong chuyến bay từ Cairns ở phía bắc Queensland của Úc Đại Lợi và con trăn đã chết khi đến Mohasby, thủ đô của quốc đảo Papua New Guinea. Những người có mặt trên chuyến bay tới Mohasby mô tả con trăn vẫn đang trong tình trạng hấp hối sau 2 giờ bay trong điều kiện gió mạnh và khí nóng khô. Khi phi cơ đáp xuống, thân mình của nó quấn chặt vào một chiếc móc trên cánh của phi cơ. Ông Robert Webber, một hành khách trên chuyến bay, đã nói với hãng tin Fairfax vào sáng ngày hôm nay, trong khi những người ngồi ở phía trước phi cơ không hề biết về sự kiện này, những người ngồi ở phía sau đã có điều kiện chứng kiến từ đầu đến cuối quá trình vật lộn tìm đường sống của con trăn. Ông Webber còn cho biết con trăn ban đầu tưởng như có thể an toàn trên chuyến bay sau khi tìm được một chỗ tránh gió ở khu vực cánh của phi cơ. Tuy nhiên, gió mạnh đã thổi tung phần đuôi của con trăn và hành khách trên máy bay đã chứng kiến quá trình tranh đấu giữa sự sống và cái chết trong 2/3 quãng đường còn lại. Một chuyên gia về động vật hoang dã khẳng định đây là một con trăn non và thuộc nhóm động vật thường xuyên xuất hiện ở phía bắc của Queensland.